Xin kính chào quý anh chị các bạn, quay trở lại với Toyota Thăng Long. Em là Nghĩa, phụ trách bán hàng tại Toyota Thăng Long, có địa chỉ ở 316 Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay thì có chiếc Toyota Vios phiên bản 2021 nhá, phiên bản hoàn toàn mới vừa về. Thì em quay ngay cái video này để cho anh chị và các bạn chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái mẫu xe này. Hiện tại thì cho đến sáng nay, giá bán của Toyota Vios phiên bản mới 2021 vẫn chưa được tiết lộ. Có thể là trong chiều nay thì sẽ cập nhật giá mới nhất, và nếu có giá mới nhất thì em sẽ để ở dưới phần comment nhá. Phiên bản Toyota Vios 2021 ấy, vừa được ra mắt thì sẽ có 4 bản. Bao gồm là Vios E 1.5 MT này, Vios E 1.5 CVT, Vios G 1.5 CVT số tự động, và đặc biệt có thêm phiên bản thể thao Vios G Sport. Trước mắt anh chị và các bạn là chiếc Toyota Vios G, đây là phiên bản 2021 hoàn toàn mới này. Đấy, như vậy những cái nâng cấp đặc biệt là phần đầu xe. Chiếc xe này thay thế cho chiếc Toyota Vios G trước đây. Và đây, quý vị có thể thấy cái sự khác biệt đầu tiên, đó chính là nằm ở cái phần cụm đèn cũng như là cái lưới tản nhiệt. Một cái phong cách thiết kế nó trẻ trung hơn rất nhiều so với phiên bản cũ nhé. Đây, anh chị hoàn toàn có thể nhận diện đấy từ ngay phía trước này. Chúng ta sẽ có một cái lưới tản nhiệt vẫn là cái hình thang dựng ngược thôi, mở rộng hơn rất nhiều xuống phía dưới. Sơn đen bóng với những cái thành ngang nhỏ nhắn xinh xắn như thế kia. Hốc đèn sương mù thì cũng được vuốt lại hoàn toàn mới, và đặc biệt nó là đèn sương mù dạng LED nhé, rất là đẹp. Đặc biệt ấy, tính năng mà thích nhất thì có lẽ là sẽ nằm ở trên cái cụm đèn chiếu sáng này. Trước đây thì Toyota Vios G ấy, sử dụng cái đèn halogen projector, tức là dạng bóng chiếu nhưng mà nhân bóng thì vẫn là halogen. Nó cho ánh sáng màu vàng và cường độ chiếu sáng cũng ở mức độ trung bình thôi. Tuy nhiên ở trên phiên bản mới này, anh chị có thể dễ dàng quan sát thấy này, đây chính là cái đèn full LED. Đấy, tất cả đều là đèn LED hết nhé. Chia khoang, chia tầng rất là đẹp luôn. Giải đèn LED ban ngày thì bao quanh toàn bộ cái phần xe như thế này. Anh chị thấy sự trẻ trung hơn nhiều so với bản cũ không ạ? Rất tuyệt vời luôn, Toyota Vios G 2021 nhá. Đấy, mình sẽ không cần phải nâng cấp thêm bóng đèn như ngày xưa nữa. Ở phía dưới khoang động cơ này thì vẫn là động cơ 1.5 đi kèm với số tự động phô cấp CVT, rất là tiết kiệm nhiên liệu với 7 cấp số ảo nhá. Ở phần bên hông thì anh chị cũng dễ dàng thấy có cái sự nâng cấp khác, đó chính là phần la răng. Thì trước đây la răng của Toyota Vios ấy, nó khá là đơn giản. Tuy nhiên ở trên phiên bản này thì Vios G có bộ la răng rất là đẹp luôn. Thông số thì vẫn như cũ thôi, 185/60R15, la răng 15 inch. Nhưng mà đây là dạng la răng phay cắt thể thao nhé, rất đẹp. Đó, cực kỳ thích mắt luôn. Ở bên cạnh này thì mình vẫn có gương chiếu hậu chỉnh điện, cục điện, có tích hợp xi nhan trên gương, tay nắm cửa cùng màu thân xe, có tích hợp với nút mở cửa thông minh nhé. Đây, phần đuôi này thì gần như mình không có sự thay đổi gì so với bản cũ cả. Vẫn là cái kiểu dáng thiết kế rất là mềm mại và hài hòa. Đó, Vios G 1.5. Ở phần cốp nhá, thì anh chị vẫn hoàn toàn có thể mở được bằng chìa khóa này. Và ở cái phần cốp sau này, anh chị sẽ có đầy đủ cả camera lùi này, cảm biến lùi này, cảm biến góc này. Phía trước mình cũng có hai cảm biến góc trước nhá. Và nếu mà mở cái cốp ra thì anh chị chỉ cần bấm và giữ chìa khóa trong vòng 3 giây thôi. Đây, cốp rất là rộng, nói là quá thoải mái. Phía dưới cùng thì sẽ là lốp dự phòng và dụng cụ sửa chữa. Kích thì sẽ được đặt ở dưới vị trí phía dưới gầm ghế lái. Rồi, ở bên ngoài thì sẽ có những thay đổi như vậy. Đó chính là la răng mới này, đèn full LED này, đèn sương mù dạng LED và thiết kế lại phần đầu. Cái không gian bên trong xe này thì gần như không có sự thay đổi gì so với phiên bản cũ đâu. Vẫn là ghế da thông gió này, rất là rộng rãi, trần cao và thoáng, khoảng để chân cực kỳ thoải mái. Rất tiếc là cửa gió điều hòa ghế thứ hai thì Toyota vẫn chưa trang bị cái tính năng này trên mẫu xe Toyota Vios của mình, và có lẽ chúng ta vẫn phải chờ thêm cái phiên bản sắp tới thôi. Đó, quá tuyệt vời cho một mẫu xe như thế này. Rồi, ở hàng ghế thứ hai đấy nhá, anh chị hoàn toàn có thể dựng cái bệ tì tay này xuống. Đấy, mình đi đường dài mà ngồi hai người ấy, thì sẽ thoải mái hơn. Có sẵn cả kệ tì tay và khay để cốc nhá. Lui một chút xíu lên cái khoang cabin. Thì trên khoang cabin của Toyota Vios 2021 vẫn giống hệt như 2020 này. Bên này vẫn là các hệ thống điều chỉnh gương tính điện các thứ. Đây, ghế lái chỉnh cơ, bọc da, thông khí. Ngay phía sau vô lăng mình sẽ có một cái màn hình đi kèm với một cái bảng hiển thị đa thông tin. Màn hình 4,2 inch rất là đẹp, đầy đủ tất cả các thông số ở trên này nhé. Vô lăng này, bọc da mạ bạc, có tích hợp rất nhiều nút bấm và có cả cruise control, tính năng chân ga tự động. Ở vị trí bên này thì mình sẽ có một cái hệ thống màn hình. Đây, màn hình này thì đã có giao diện mới hơn so với phiên bản cũ.
và mình cũng có đầy đủ tất cả cổng kết nối nhá, radio để vào Bluetooth này, USB, iPod, điện thoại không dây và kết nối với thiết bị thông minh. Cái giao diện này thì phải nói là nó trực quan và dễ quan sát hơn rất nhiều. Lui xuống phía dưới mình sẽ có hệ thống điều hòa tự động. Điều hòa của Vios thì quá tuyệt vời, thì không có gì phải chê trách cả. Nút stop khởi động thông minh được bố trí ẩn trong này rất là kín. Phía dưới cùng như thường lệ sẽ là hộp số và phanh tay dạng cơ. Đó. Hiện tại thì cái mẫu xe Toyota Vios này đã có mặt tại Toyota Thăng Long rồi. Và nếu như quý anh chị các bạn chúng ta có nhu cầu tìm hiểu mẫu xe này thì xin vui lòng ghé qua Toyota Thăng Long gặp em Nghĩa nhé, để được lái thử này, xem xe và hỗ trợ các hình thức khác như là trả góp hay là tư vấn. Rồi, cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở trong những video clip tiếp theo.